Chúa gọi đầy đủ dân thì chúng ta phải làm cái điều đó bằng mọi cách. Chúng ta phải hướng dẫn cha mẹ trở về chân pháp, quy y tam bảo, hỏi thiện của dân. Làm được như vậy có thể nói là chúng ta đã đáp đền công ơn cha mẹ một cách trọng. Thì cái thời gian thì ban tổ chức báo chúng tôi là quý vị tu tử còn phải hỏi trai tất cả tu tử còn phải dùng cơm, cho nên là chúng tôi có thể mà tiếp tục được cái chương trình của nhà này. Thì mong rằng với thời gian ít, tuy rằng ít, nhưng mà mọi tất cả Phật tử quan nghĩ với cái phước lành của quý vị đang tạo, cầu mong cái phước lành này sẽ luôn là một cái trợ duyên lành, giúp cho tất cả Phật tử trên các hướng đường tu tập đạt được những cái điều thuận lợi của tập đoàn. Cầu mong cái phước này luôn hộ trì cho tất cả các Phật tử tránh được cái đàn tai, thành tựu được cái phước lành và hồi hướng phước cho tất cả chúng sinh, nhất là hồi hướng phước chuyên chi của đại trường hợp cách đạo này. Chuyên chi liên quan thì phước báo và sau khi quan nghĩ rồi hộ trì pháp được trường tâm hướng tình hộ trì cho tất cả Phật tử được sống an lạc trong hào quang yêu Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bình hoạn được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thầy. Thank you.